Con yêu ơi, hôm nay ta đi rong chơi, đi theo ba ta đi xa nơi thành thị đến quê nhà. Mẹ ơi nhanh lên, ôi nơi quê hương thân quen, nơi bao nhiêu âm thanh từng ngày cùng mẹ lớn lên. Qua bấy nhiêu điều, ta biết thấu hiểu, ta thấy mình cứ đắn biết lắm nghe nhiều. Ở đâu có gia đình, ở đâu có chân tình, và gia đình ta sẽ mãi mãi giữ gìn. Nhà mình có nhau. Cô Si hân hạnh đồng hành cùng chương trình Nhà Mình Có Nhau. Chào mừng hai gia đình đã đến với địa điểm đặc biệt của Nhà Mình Có Nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của chương trình tại quê ngoại của anh Hứa Minh Đạt. Điều này đồng nghĩa với việc tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một đêm nhạc không bán vé. Và toàn bộ số tiền sẽ được quy đổi gửi tặng cho trường tiểu học Đức Hòa Hạ. Vậy, số tiền quy đổi sẽ được tính như thế nào? Đó chính là số lượng khán giả sẽ tham dự đêm nhạc. Mỗi khán giả sẽ tương đương với 100.000 đồng. Ví dụ chúng ta sẽ có 100 khán giả tham gia tối nay, thì đồng nghĩa với việc gia đình các anh chị sẽ nhận được 10 triệu đồng. Trời ơi, dữ vậy! Chương trình luôn mong muốn mang đến niềm vui trọn vẹn cho các gia đình cũng như là các em nhỏ tại trường tiểu học Đức Hòa Hạ. Cho nên chúng tôi sẽ có một thử thách dành cho hai gia đình. Nếu chiến thắng thử thách, các gia đình sẽ nhận được 10 triệu đồng đầu tiên, tương đương với số lượng khán giả là 100 người. Wow. Yeah. Các anh chị có đoán được thử thách là gì không ạ? Cướp cờ chơi với lại bà con đúng không ạ? Chính xác. Để trò chơi cướp cờ được diễn ra suôn sẻ và công bằng, chương trình đã mời đến đây một vị trọng tài đặc biệt. Tài là ai? Công Tâm. Trọng tài đã có mặt từ rất sớm cùng ekip để chờ đợi mọi người. À, dữ vậy. Trọng tài đã sắp xếp công việc để bay về đây đó ạ. Bay về đây là chắc nước ngoài rồi. Trọng tài quốc tế à. Không để mọi người chờ lâu thêm nữa, xin giới thiệu trọng tài của trò chơi cướp cờ ngày hôm nay. Trọng tài là ai ta? Ê kìa, lỗi kìa. Xin được giới thiệu ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, giám đốc âm nhạc của chương trình Nhà Mình Có Nhau. Hôm nay em đến đây sẽ là quảng trò cho những trò chơi của nhà mình. Nhắm quảng nổi tụi tôi không? Được lắm, được lắm. Anh Nam đã hiểu luật chơi cướp cờ chưa ạ? Chưa. Thiệt luôn á hả? Luật chơi như sau, chúng ta sẽ có 2 đội chơi, mỗi đội sẽ bao gồm 6 thành viên gồm 2 phụ huynh và 4 bé nhỏ. Trong đó phụ huynh sẽ mang áo có số thứ tự là 1 và 6. Trọng tài sẽ gọi ngẫu nhiên số thứ tự bất kỳ, người chơi có số thứ tự tương ứng sẽ làm theo hiệu lệnh của trọng tài sao cho cướp được cờ mang về cho đội mình. Khi đã cướp được cờ và cầm cờ trên tay, nếu người chơi bị đối thủ chạm vào người sẽ thua cuộc. Lưu ý, đối thủ cùng số thứ tự chạm vào người cầm cờ mới tính là hợp lệ. Chúng ta có 10 lượt chơi, đội chiến thắng 6 trên 10 lượt xem như là chiến thắng trò chơi chung cuộc. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ gặp đội đối thủ đến từ trường Sao Mộc. vẻ như sự sắp xếp của chương trình có phần không công bằng cho đội đối thủ. Vì thế chúng tôi sẽ thay đổi đội hình này sau ít phút khởi động nha. Cố gắng lên nào các bạn, xoay cổ chân để không bị chặt sơ mi đâu nè. Xoay đều gói. Rồi khởi động đi chạy nè, ngon vậy nè. Khởi động. Nâng cao đùi. Sung lên nào các bạn ơi. Nóng người chưa? Bây giờ vậy trò này là mất sức dữ lắm, cho nên là bánh này là dinh dưỡng tốt đó, dinh dưỡng nhiều. Đồ, ăn ngon nè, ăn để có sức chạy nè, cố gắng lên đây, nào gia đình anh chị nè. Ở bên này đông người đó, xoay cổ vai nè, nhà mình đứng ăn dọc đấm lưng đi, xuống lên nào. Ông nào nè ăn đi con, đừng có dục rác lung tung nha. Mời đối thủ chứ. À mình phải quá nữa, mình phải mời ba các bạn chứ. Làm quen chứ. Vui được thi đấu cùng các bạn. Dạ. Tôi có món quà nhỏ để tặng cho các bạn ăn. Wow, được tiếp sức luôn. Sung ra. Dạ con mời mọi người miếng bánh. Đó, đúng rồi. Khui ra ăn đi mọi người ơi. Dạ. Dạ. Đó, khui ra con. Mọi người thi đấu cố gắng nha. Dạ. Ê! Nam ăn bánh luôn Nam. Dạ. Ăn miếng bánh đi cưng. Ăn bánh đi. Nhưng mà em cũng sẽ không thiên vị đâu. Nghĩ cái gì không vậy? Chị chỉ mời em ăn bánh rồi chạy sợ em mất sức thôi. Và cuộc chơi cứu cờ bắt đầu. Số 6 lên. Rồi như vậy là bên sao mộc đã phải thua vì một cú vô ích. Chị tên gì ạ? Chị Thảo đã vô ích và chị già đã bắt được một con ếch. Đã vô ếch rồi, còn ráng chụp cái cờ nữa. Dự đoán là rất nhiều ếch đây. Số 3 lên. Vô ếch rồi. Gì? Lấy đi con, lấy về con. Rồi bây giờ con chưa hiểu luật đúng không? Bây giờ nha, để chú giải thích cho. Con phải cướp cái cờ con chạy về để cho đội đối thủ không chạm vào người con thì con mới thắng. Ví dụ như là anh vừa rồi anh té thì con cướp cái cờ con chạy về liền để anh khỏi phải chạm vào người con. Con hiểu chưa? Ok. Mọi người cũng đã thấy hai lượt rehearsal vừa rồi thì thể rất là trơn trượt, cho nên là mọi người phải tính toán kỹ chiến thuật của mình nha. Bây giờ bắt đầu chiến đấu nào. Số 2 lên. Không sao, cố lên. 2-1. Đấy vậy là tỷ số 1-0 nghiêng về đội Xá Mộc. Ủa 2-1 mà. Ủa nãy giờ là chưa dẫn hả? Nãy giờ là hai lượt kia là chúng ta rehearsal thôi à? Dạ thưa giám khảo, mình rehearsal một lượt thôi. Ban tổ chức muốn yêu cầu mọi người sẽ hiểu rõ hơn, cho nên là xin mời chị già về chỗ ạ. Cậu vậy ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới lượt số 2. Số 4 lên. Số 4 về. Hả? Số 6 lên. Số 6 về. Số 1, số 2 lên. Đã chạm vào người rồi. Ông mọi người phải nhớ là đợi khi nào đối thủ cướp cái cờ thì mình mới được quyền chạm. Hồi nãy thì Nam có trick 3 thì Nam thấy là chị chạm trước Moon. Cho nên là tỷ số Nam nghĩ là đều nghiêng về cho đội Nhà Mình Có Nhau. Mọi người hãy nhớ cẩn thận nha, chúng ta không được chạm người trước khi mà chưa cướp cờ. Số 3 lên. Số 6 lên. Số 8 lên. Số 9 lên. chạy về đi con. Số 400. Chạy về đi Xá Xị. Chạy về đi. Như vậy là chiến thắng của lượt thứ 3 thuộc về Nhà Mình Có Nhau. Cuộc chơi sẽ càng ngày càng khó khăn hơn và quản trò tôi sẽ tạo điểm nhấn nhiều hơn, cho nên mọi người phải tập trung nghe nha. Số 4 lên. Rồi, số 4 về nào. Số 5 lên, số 3 lên, số 5 về, số 3 lên. Số 2. Rồi số 2 về luôn đi con, chú gọi cho vui thôi. Hả? Chưa kịp dịch luôn. 3, 1. Nghiêng về Nhà Mình Có Nhau. Sao Mộc cố lên, Sao Mộc cố lên. Số 6 và số 4 lên. Rồi, số 6 phạm lục. Đúng rồi, đi lên. Chết vào số 6 phạm lục. Chưa bắt đầu mà số 6 lại chạy lên. Các bạn nhỏ ơi, đừng có ăn gian giống cô dạ nha. 2, 3. Mình chiến thắng rồi, mình được đi bắt cá nha. Số 6 lên. Số 6 lên. Số 6 lên. Chết rồi. Số 6 lên. Rồi. Rồi vậy sao vậy nè. Rồi giờ sao vậy nè. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu tính thời gian. 10, 9, 8, 7. Quý vị chiến thuật đây là chị gà rất thông minh. Bác là chị muốn ngắm anh lâu thật lâu. Cái gì vậy? Có vẻ như là đội Nhà Mình Có Nhau vẫn đang chưa hiểu nhau về trong nội bộ lắm. Bất ngờ chứ bà già. Ông Hải Trí, anh Đạt làm gì bên đây vậy? Tôi cổ vũ cho Đức Hòa. Cổ vũ cho Đức Hòa. Và tôi cũng không chắc là anh Đạt đang ở hướng thêm nào. Tôi nghe nói anh Đạt là người ở bên Nhà Mình Có Nhau, nhưng mà anh đang rất là hướng về Sao Mộc. Hay á. Và như vậy là 3 điều. Đó là anh đã đúng rồi. Số 5 lên. Số 3 lên. Số 2 lên. Số 3 về. Số 2 lên, số 2 lên. Cướp 1. Chưa kịp chơi gì. 4, 3. Số 4 lên. Chạy lên con, chạy lên. Số 3 lên. Số 3 về. Số 1 lên. Số 1. Số 1. Trời ơi căng vậy. Số 1. Number 3. Ok, number 3. Trời ơi áp lực vậy. Bên kia sắp thắng rồi, chết tôi rồi. Sao chị Dạ buồn đó chị Dạ? Bị bực ông Đạt á. Kiên, em lủi vô, em bày trò đã, em lủi vô giờ la. Đó, ở nhà bấm máy riết đi rồi không có sức khỏe chơi như người ta. Em không có được chơi đâu. Ủa, em thua mà. Thì bởi ý là bấm máy. Hồi nãy giờ nhỏ thắng không á. Có thắng đâu. Trời ơi. Ok, hải lượng này rất là quan trọng cho nên chúng ta tập trung nha. Số 3 lên. Số 3 lên. Là số 3 đã phạm lỗi vì chạm vào cờ, nhưng mà bạn lấy cờ con mới đập. Không biết nữa, không có nhớ. 4, 5. Bây giờ số 3 lên. Số 3 về. Số 1 lên. Số 1 lên. Vẫn chưa chạm cờ, Vậy như vậy là lượt đấu này và tỷ số đánh chia đều cho hai đội là 5-5. đội Sao Mộc và đội Nhà Mình Có Nhau phải quyết tâm trong lượt đấu này để giành về chiến thắng cho đội mình nhá. Mày Mỹ ơi, mau mau chiến thắng là đi bắt cá nha. Sáp lá cà đi. Số 6 lên. Số 6 về. Số 1 lên. Số 1 về. Số 2, số 3 lên. Số 2, số 3 về. Số 4 lên. Số 4 về. Số 5 lên. Số 5 về. Số 4 lên. Ta thấy mình lạ hả sao? Vì sao nó không chơi mình, nó không chơi với mình vậy? Không thích mình hả? Mà vì sao nó không thích mình vậy? Nó đói bụng đúng không? Số 6 lên. Số 6 về. Số 3 lên. Không bao giờ tôi tới cây cầu đó mà kêu tôi. Số 3 về. Số 6 lên lại. Số 6 về. Tôi chưa kịp về. Số 5 về. Số 2 lên. Số 2 về. Số 3, số 1 lên. À, đi đuổi cháu cháu nè. Đuổi cháu cháu nè. Nãy Sơn là vậy. Hồi nãy Sơn có làm vậy không? Có. Tiếp tục nè. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Số 5 xuống về. Số 6 lên này. Số 6 lên này. Số 6 lên này. Số 6 lên này. Để xem chị già sẽ làm gì với chiến thuật của mình đây. Tôi đang chỉ rất là trầm ngâm và tôi nghĩ là chiến thuật này của chị sẽ rất là nguy hiểm. Để xem hai số 6 chúng ta sẽ làm gì. Để xem là nhà em ở đâu. Ở đây chị già đang hỏi nhà, hỏi địa chỉ, hỏi địa chỉ. Đâu đâu mình chơi một lần thì mình nhường đi chứ. Chơi một lần thì mình nhường đi. Đó là những lời thuyết phục và những lời. Ví dụ khách ta tới nhà thì mình nhường đi chứ mình chơi gì hết. Đây chúng ta đã thấy là chị già đang đánh bài tâm lý để xem số 6 bên Sao Mộc. Tôi nói từ đây tới chiều bạn cũng không chụp. Không. Sao đó được. Rồi. Và như vậy là cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu. Vậy là chị Dạ đã thua. Số 6 có ý kiến à? Số 6 có lời tự thú gì kìa. Chạy lẹ quá, lưa cái giò ra ngoài rồi. Vậy là chị Dạ đã thua. Đây là được. Là mình được mất 10 triệu. Mình được mất 10 triệu. Đức Hòa ơi. Trời ơi. Mình phải thua thì mình mới có 10 triệu của chương trình mình. Ủa, không chứ thua. Ủa thắng nãy nghe thắng mà. Thắng gì là bên đây thắng. Thì bên đây thắng. Bên đây thắng là bên kia không có 10 triệu. Mà 10 triệu bên kia thắng là mới gom về chứ Đức Hòa. Thì đó nói đại vậy đi, nãy tự nhiên nói bên đây thắng là mấy cái chạy cũng chết luôn. Bây giờ nếu bên kia thắng thì mấy bạn tiểu học có tiền không? Dạ không ạ. Trời ơi, chết tôi rồi. Đức Hòa ơi. Nếu chiến thắng thử thách, các gia đình sẽ nhận được 10 triệu đồng đầu tiên và toàn bộ số tiền sẽ được quy đổi gửi tặng cho trường tiểu học Đức Hòa Hạ. Và như vậy là chị Dạ đã thua. Reset lại cái vòng cuối đi anh. Nói đi, em nói khúc cuối bị phạm luật rồi. Số 6 có ý kiến à? Chạy lẹ quá, lưa cái giò ra ngoài rồi. Ban tổ chức có hội ý, tôi không biết là có thay đổi gì đây hay không. Bây giờ 5 đều rồi, giờ còn 1 điểm nữa, nãy phạm luật thì giờ chơi 1 điểm nữa, đội nào thắng là đội đó thắng. Sau khi hội ý thì chương trình đã đồng ý với đội sau mọc là sẽ không tính điểm trong tình huống lỗi vừa rồi và sẽ chơi lại lượt cuối cùng với tỷ số hiện tại là 5 năm. Và sau đây, đây mới sẽ là lượt quyết định. Số 5 lên. Số 5 về. Số 4 lên. Số 4 về. Số 6 lên. Số 6 về. Số 1 lên. Số 1 về. Số 1 về. Số 2 lên. Số 2 về. Số 4 lên. Số 4 về. Số 3 lên. Số 3 lên, số 3 lên, số 3 lên. Số 3 lên. Và như vậy là số 3 bên sau mọc vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra. Và tôi nghĩ là cậu ấy vẫn chưa hiểu được chưa. Nãy giờ là chạy lên chơi vui hả con? Trời ơi, con là người hùng của chú. Rồi như vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Nhà Mình Có Nhau. Và xin mời hai đội sẽ quay về vị trí, ta sẽ cùng bắt tay nhau. Rồi chúng ta bắt tay nào, bắt tay nhau nào. Trời ơi, thần tượng của tôi. Bắt tay rồi. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn đội Đức Hòa đã chơi hết sức hết nha. Hay quá. Dạ, mình ăn miếng bánh nha các con, mình chia cho các nhà. Đức Hòa dễ thương quá đi. Hay quá. Thích em lắm. Thích em ghê lắm nha. Cô Si hân hạnh đồng hành cùng chương trình Nhà Mình Có Nhau. Bây giờ sao? Để đi vô trọng bắt cá. Đi các con ơi, đi vô bắt cá nào. Vô. Rồi bây giờ mình đi vô cái chỗ bắt cá. Là hai con mèo. Đúng. Và hai con chó. Đúng. Mà con mèo thì là to và nhỏ luôn. Còn con chó thì to hay nhỏ? Con chó to và nhỏ. Con mèo thì to và nhỏ luôn. Ồ, giống nhau luôn hả? Còn màu thì sao? Cái con chó bự này nó có màu vàng. Còn con chó nhỏ đó là nó màu trắng. Tìm về nồi canh chua. Tìm về nồi canh chua. Tìm về nồi canh chua. Có biết bắt cá không? Chỉ chú bắt coi. Đó, lát nữa là phải học sư tỷ đây nè. Dạ. Sư tỷ sẽ chỉ dạy cho vài chiêu. Vô, vô các bạn ơi, vô nè. Các con đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các con có sợ bùn không? Không. Có sợ cá không? Không. Có sợ con cua kìa? Bắt cá ơi! Xá Xị ơi! Dạ! Mày xuống chưa? Xuống đây nè con! Thôi giờ xuống đi! Bùm! Thích lắm! Ôi trời ơi! Ôi lão quá vậy! Lão quá! Con yêu ơi! Hôm nay ta đi sông chơi, đi thứ ba ta đi xa nơi thân thiết đến quê nhà. Mẹ ơi nhanh lên, ôi nơi quê hương thân quen, nơi bao nhiêu âm thanh từng ngày cùng mẹ lớn lên. Chưa bắt cá sáng ra đồng, cả nhà tung tăng bên bờ sông. Đi vòng lên, đi vòng lên. Ôi trời ơi lúng dữ vậy. Hàng ghế đá chiếc lá sân trường, ta sẽ quay về, ta sẽ đi tìm. Xá Xị ơi, Xá Xị, bánh mì. Dạ. Dồn lên đây mới có cá, mới có nước, có cá nè. Bên đây cũng có cá nè. Cái này bắt được con rồi. Giật mình bóng rồi. Nhà mình có nhau. Mẹ không có đi được luôn. Đi từ từ thôi mẹ, nhắc từ từ. Đúng rồi. Những tuổi thơ của ba với mẹ, dù là con được kể miết, đâu có bị sao đâu con. Lên hả? Con lên. Mẹ đi với bà. Rồi, ba lên núi. Nhấc cái chân lên. Nhấc cái chân lên. Cá đâu? Cá đâu? Mẹ thả ra cho con tự đi đi. Rồi sẽ đi được hết á. Cứ đi bình thường thôi Muôn, bước này nè, đi bình thường thôi. Xá Xị, dạ lên đây với ba nè, ba nói nãy giờ không nghe hả? Con đi không được, con đi nãy giờ nó lúng quá. Ê con cá vậy? Nè, ba thả bật súng lên. Đây nè, chụp coi, chụp không được con này nữa như đó. Đó, mất tiêu luôn rồi. Làm sao gì? Don't leave me. Mình cùng nhau phối hợp. Bắt lên mẹ mẹ. Mẹ hay quá, mẹ đã bắt nhanh chưa? Ê, cái này bắt dễ nè con hả? Cái này bắt dễ nè. Đây, bỏ qua à, đây, đây, đây. Muôn, cái này mình xúc vô là cá nó kẹt lại. Được liền luôn. Hai tay. Bắt hai tay. Rồi, bỏ cái rác ra. Nè, trong mấy em lấy cái này xúc nè. Chắc chắn được cá luôn. Kiếm chỗ sâu á. Wow, con to nhất luôn. Thấy, mới thấy. Cá đủ cua. Cua đâu? Đây. Công hả? Này là con cua con hả? Wow, bự nữa. Em không bự nữa này Môn. Bự là Môn. Này, thích cái thau. À đây. Có con gì đó xíu hả? Nhà mình có nhau. Và nhà mình có nhau. Đây, bé Dạ đâu rồi? Chú Năm ơi, chú Năm. Hả? Chú Năm ơi. Chú Năm vô con mượn cái quần. Hả? Chú Năm ơi, cái quần đâu chú Năm ơi, chú Năm. Chú Năm vô mượn quần. Cho mượn cái quần ủng đi. Hôm qua con thấy nó lấy vô để đâu đây nè. Trời ơi, còn cả đội không chú Năm? Có gì đâu. Nghe đồn ở đây là láng đĩa đó, lợn nó có con đĩa cái cũng khổ. Thôi mặc cho chết ăn. Bảo nhiều cô bảo. Trời cái gì giỏi vậy? Trời ơi đẳng cấp mà đẹp trai mà. Thấy trai đẹp bao giờ chưa? Đẹp trai lắm đó. Ra sao mà nhức cái giò? Sao mà nhức cái giò? Không được kìa. Ê cô con từ từ đỡ con Dạ con. Cảm ơn con. Ủa bánh mì đâu rồi? Bây giờ mày đạp vô người con luôn. Ủa là con á hả? Trời ơi, xuống này nào cũng dính sình hết, tao có biết đứa nào là đứa nào. Ê, có con ốc nè, ai ăn ốc bu không? Em. Gì? Nè. Đó. Ủa? Sao mà bỏ đá đất lên? Thì bỏ vô, chủ yếu... Xá Xị ơi, đưa thao, Mỹ. Đây nè. Đây nè, Mỹ. Đây nè. Bỏ vô không? Ơi, dở vậy Dạ. Ôi trời ơi, con Bự nè. Ui. Xanh ơi, nãy giờ Xanh có coi ba với Muôn bắt cá không? Nè, nhiều cá lắm nè Xanh. Ừ, nhưng mà nó bị chết rồi. Đâu có, nó còn sống, nó nhúc nhích nè Xanh. Nó chặt lắm luôn á. Bắt ra, chụp lại. Không giúp. Nó đụng một cái là mẹ giật mình. Nè Xanh Lân ơi. Đây. Lên đi con. Nè, con của mẹ nè. Hay, chị Trâm hay quá. Xá Xị nãy giờ được mấy con rồi, im quá nó ghiền luôn rồi. Tụi con chán chưa? Dạ chưa. Trời ơi, nó bơi nó tắm sình luôn rồi. Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lũy tre làng. Trưa dưới mây đình rêu phong là bóng mát ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đồng. Liều Siêu siêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà sau hôm nay gạt đông đường dài. Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, trở về với tuổi thơ tôi. Hãy cho tôi xin một vé không hai, về đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài. Đúng rồi, mình lên bờ mình thu hoạch thôi, thu hoạch thôi nào. Phụ tôi hai bạn ơi, chiến thắng đem về ê hề thâu cá. Ê, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa. Bút mực truyện tranh, những gói bạo ngô trong ngăn bà. Cho tôi xin sẽ lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố. Những chiều rau chơi, say mê những món đồ Hà. Cho tôi xin dịp thời ô ăn quanh, rồi cùng chơi chắp, rồi cùng chơi quay. Dòng rắn lên mây, nhảy dây với trời tháng riêng. Cho tôi xin một vé về cùng anh, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư. Áo trắng ai bay khiến cho ai kia mơ màng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, và dẫu hôm nay cả đông đường dài. Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dâng chơi với tuổi thơ tôi. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm gần rồi. Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ khoai. Tôi với con người chân phương, ai xa níu chân về quê hương. Bước ra từ câu thơ đẹp như lời mẹ ru. Quê hương bước ra từ câu thơ đẹp như lời chị. Em chờ chị. Chịu đâu lên cái là em hờ hững nói dạ. nghe la từ ngoài rồi. Tại sao cái lúc cực khổ không có thấy mặt? Trời ơi thiệt. Cái lúc từ hồi nãy tới giờ người ta bắt cá ở đâu mà không thấy mặt. Bây giờ mình bắt tiếp đi chị. Thấy cái nét này giống cái nét chuyện cổ tích bà dì ghẻ và con cám á. Đợi con tắm bắt cá xong mới xuất hiện. Nè chỉ còn dính nè. Người ta nói bạn bè anh em là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Sao cái phước này không tới mà cùng hưởng? Phước hai ba gỗ kìa, tiếng nói chị cho em hưởng. Rồi tới đây với vai trò nhiệm vụ gì? Dạ hưởng phước của anh chị. Rồi dắt thêm người tới đây chỉ một mình Juno là đã quá mệt mỏi với cái đoàn này rồi. Bây giờ còn dắt thêm vợ nữa. Nhà mình có nhau mà chị, em đi có một mình em cô đơn quá. Em phải chạy về em thỉnh lên. Ủa lộn với vợ mình đi chứ mắc gì dắt lên đây chi? Tại vì tối nay mình còn có concert, chương trình âm nhạc nữa. Em phải em phải xuất hiện chứ. Tham gia với vai trò là ca sĩ đồ á hả? Dạ đúng vậy. Hát thì ít ăn thì nhiều mà ngồi hoài. Em bây giờ hai đứa xong rồi phải không? Rồi đi rửa cá đi rồi đếm coi là bao nhiêu cá. À là làm thiệt á hả? Rồi ok ok. Em cứ tưởng là thấy chảy là ok lắm rồi đó. Không có đâu. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Dạ. Nè nãy giờ gia đình anh bắt á. Rồi không? Em đang coi con nào bự nhất nè. Nhìn như cái lã chết rồi. Thôi không, nó còn sống, nó còn sống. Chị con cái mạp đó. Ừ bán mấy con bự bự rồi đấy. Rồi cẩn thận nha, cái này nó phùng mang lên cái là cách tay luôn á. Ghê hả? Ê, cái này cái gì vậy anh em? U còn sống kìa. Cái này cái gì vậy anh em? Cá sặc á hả? Ăn được không anh? Ăn được đúng không? Cái này bỏ vô thì nó cũng bự á. Em nghĩ là đủ số lượng rồi, đủ số hội rồi đó. Thôi Trời ơi cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Đủ số hội rồi đó. Thôi anh em mình đi về nha. Let's go. Sơn ăn trước nghe mấy cô chú ơi. Dạ. À, nóng quá hả? Nóng quá hả? Rồi mẹ thương. Bây giờ mới nhận được thư. Cái gì vậy? Hello bạn già. Cảm ơn bạn già và gia đình đã đón tiếp tôi cùng gia đình mấy ngày qua. Luôn trân trọng tình cảm của bạn dành cho tôi. Luôn mong và tin là bạn cùng gia đình sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Hẹn gặp bạn già ngày không xa nhé. Có việc đi gấp nên không kịp ôm hôn được. Trái tim Đông Đen. Trời ơi anh Quỳnh đi Đông từ mấy đời dương rồi giờ mới lên cái hòm thư mới thấy thư. Bữa hòm nó đi đó mất tiêu luôn đó. Không biết vì sao gia đình này chưa được gặp luôn. Làm điện thoại trách nó quá trời. Làm hổm trời ơi biết ba đứa nhỏ này tới. Mày thấy ba đứa nhỏ này tới mày bỏ mày chạy mày không giữ. Excuse me. Wow. Đây là heo quay là của hai con heo. Ủa hai con heo này tới. Quá hấp dẫn. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Bảo Phong đang thắc mắc một câu hỏi là bằng cách nào mà số tiền mỗi gia đình cấp được có chút ít à mà sao có bữa ăn hoành tráng vậy được? Dạ nhờ bà con thương mỗi người cho một chút á anh. Vậy là mỗi lần mình về đây á mình không cần mang tiền bạc gì hết, về đây mình sống là bà con thương hoài. Dạ, vậy đó rồi. Quá tuyệt vời. Vô cơm luôn nè. Giám khảo tới đúng lúc lắm. Dạ. Cơm nước vừa mới bưng lên, giám khảo mời. Tuyệt vời quá, giờ dễ hay quá trời luôn á. Em canh rồi, em canh đúng cái giờ. Vô luôn nè. Ăn trưa là mà em vô, tại vì Đi xuống đây cũng tốn kém quá cho nên không đủ tiền mua đồ ăn. Dạ. Đây bà con ta nuôi mình được. Dạ. Còn đồ ăn xin không đó. Hả? Còn đồ ăn xin. Đó là cô già đồ nói là vậy xin. Đó. Đồ ăn cho anh. Đồ ăn em đi gọi xin. Ý rồi chứ em đâu có xin. Anh Phong giới thiệu dĩa cá đi anh Phong. Cũng chưa dám giới thiệu lắm. Dĩa cá này là mồ hôi nước mắt của hai gia đình. Là sáng bắt đây hả? Đúng rồi. Ghê vậy. Không, bắt được nhiều hơn, mấy ký luôn, chắc phải 4 ký hơn. Rồi chú Nam tự nhiên nha. Dạ, rồi. Cảm ơn cả nhà. Châu không biết mấy khi mà có được bữa ăn chung kiểu này á. Khó lắm. Khó lắm luôn á. Sáng con có bắt được con cá nào không Môn? Khó quá. Khó không hả? Có một đống chết hết à. Chú nó lên lúc nào? Dạ em lên... Cái lúc mà bắt cá xong xuôi rồi nó mới lên tới. Tưởng là em kịp bắt cá cùng mọi người. Mà hơn là không có Juno á anh Phong ha. Chứ nếu mà có Juno thì chắc cá nó chạy hết. Không, nó không có chỗ để chạy chứ. Chật á. Em chận lại được ha. Ủa mà em tưởng anh Nam là buổi sáng tới rồi mà ta. Con cá tới rồi. Trọng tài gì đâu tới cái game xong mà cái đi mất tiêu. Đến vội vàng đi vội vàng. Đồ ăn là mọi người nói luôn hả? Đúng rồi. Cá nè, canh nè. Rồi đúng cái hồi nên mình đi để nhất mình sinh là anh Đạt. Như em với Đạt được trước là tự túc không luôn á. Làm thật việc thật luôn á anh ha. Hình tự nhiên quá. Được đó, tụi em đi tham gia để giúp mưu sinh. Mưu sinh. Đội Minh Đông ai cũng bắt rồi, nếu gì có một người mặc cái quần ủng đó, một người duy nhất. Người áo đỏ đó. Có nghĩa là sợ bùn lầy rồi đó. Em thấy mặt chị cũng có dính bùn này nọ thứ mà. Thì em thì cũng lâu lâu cũng lấy bùn đắp lên nhìn cho nó vẻ mệt nhọc chứ thôi. Không có tin em đó hả? Em bắt được nhiều cá lắm. À dạ ok. Em tin. Nói trong tiếng được thôi. Ngày hôm nay là em sẽ táo gấp cùng với mọi người á. Thế nên là có gì tôi mang em. Ủa em là giám đốc âm nhạc của chương trình mà cũng bị tịch thu hết tiền bạc nữa hả? Thu hết, em không còn cái gì hết ngoài cái điện thoại để chúc em còn làm việc với mọi người. Đó là chị à, em đồng cảm á, này là chương trình sinh tồn á. Rồi chị bị tịch thu hết tiền bạc rồi. Ngày trước em cũng đi tham gia để nhóm mùa sinh với anh Đạt, em cũng cưu mang anh Đạt mà bây giờ hôm nay. Ô. Rồi đối thủ đừng nên nói như vậy chứ. Đối thủ ơi. Em có cưu mang chồng chị hả? Có. Không nói ngược lại á. Rồi thì hôm bữa vợ chồng anh Quỳnh Đông có tới đây 3 người thì họ một ngày thì họ có gửi chi phí là 250, là người lớn 100, người nhỏ 50. Nhưng mà gia đình anh Phong thì đến tận 5 người. Hôm qua tới giờ thì vẫn chưa thấy gì à? Rồi bây giờ thêm em nữa thì con nói về việc là phụ giúp việc nhà rồi có thứ rồi mà vẫn cứ nhắc hoài thôi. Thật ra là ở đây là chủ yếu là tình thương mến thương thôi, nhà mình có nhau mà. Đúng, nhưng mà cũng có người ta sống ở dưới này cũng lâu rồi quen á, nên họ cũng cần chi phí. Nhà mình có nhau là một chuyện, nhưng mà nhà mình có ăn nó là chuyện khác nữa em. Rất nặng. Để em biết em ăn vừa thôi chứ nặng quá em ăn lát nữa nó sụp mắt. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thử phổ biến vài cái nha, sơ nha. Thì cái khâu của mình có giống như nè, dàn dựng sân khấu, trang điểm make up, và cái quan trọng nhất là mình phải truyền thông làm sao để mình kêu gọi được khán giả tới xem mình biểu diễn tối nay. Mọi người sẽ cùng nài nỉ ban tổ chức cho mình những cái loa hay chiếc xe máy gì đó. Mình sẽ đi rao khắp đường. Y chang rạp xiếc lô tô rồi chưa? Đúng rồi. Là tối nay một đêm duy nhất có ca nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nam nữ diễn viên Minh Đạt, Vỹ Dạ chẳng hạn vậy. Bây giờ mình 4.0 rồi mình vẫn phải đi rao vậy ha. Đi đúng, nó mới hiệu quả vậy. Bây giờ mình không còn cách nào khác để truyền thông. Em ơi, livestream á em chị có thể phát được mà. Em nghĩ là tụi mình cũng phải đi rao nữa, tại vì những cái khán giả mà xem livestream mọi người nó sẽ không rộng như những người xung quanh ở đây. Ví dụ cô chú người ta sẽ không biết là mình có livestream như thế nào. Thôi đi loa thật đi. Loa thật. Em nghĩ là đi lên xe xong rồi anh em mình sẽ làm loa, mình loa mình đọc vậy á. Bây giờ ban ngày thì đi rau bán vé rồi tối diễn luôn hả? Chương trình mình thiếu kinh phí đến vậy sao? Thậm chí những khâu đuổi chất sân khấu, make up mình cũng phải tự làm. Hay mà cái việc này là dạ giỏi ha. Ở đây là rapper, ở đây là ca sĩ, nhạc sĩ thì cũng được nhưng mà em sẽ chính mà. Chị Ly giọng chị cũng tốt mấy lúc mà la các cháu đó. Nhưng mà chị không có ngôn ngữ, vậy không có linh hoạt. Đúng ra. Ai đồng ý là dạ đưa tay lên. Rồi thế này, em nghĩ là để cho công bằng, chúng ta sẽ chơi lô tô. Lô tô hả? Dạ, ai mà kinh thì người đó sẽ có quyền được chỉ đạo từng người làm theo nhiệm vụ gì. Đúng. Ok không? Vậy đi ha. Để coi nó công bằng. Nếu mà chơi lô tô mình gọi bình thường thì nó rất là nhàm chán. Mình phải kêu một người chuyên về lô tô để kêu số để mình chơi nó mới hấp dẫn hơn. Có luôn hả? Tối nay diễn văn nghệ thì vợ chồng em có góp vui một tiết mục hề hước vui nhộn và có sự hỗ trợ từ phía Tiêu Minh Phụng. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi Tiêu Minh Phụng đến đây để hỗ trợ mình chơi lô tô. Quá tuyệt vời. Ok, quá tuyệt vời. Alo Phụng ơi. Dạ. Em xuống tới Long An chưa? Em đang lên khách sạn. Thì bây giờ vậy nè, tụi chị có một cái phần chơi lô tô nho nhỏ, đang muốn là nhờ em qua hỗ trợ hát lô tô, có ok không? À, chơi vui thôi đúng không chị, chứ không có làm gì đúng không? Không, đâu có làm đâu, chơi vui thôi. Lương cao lắm. Anh chị ăn cơm xong là em qua tới nha. Ok. Chào cả nhà. Ok, vô. Ô Tiêu Minh Phụng. Trời ơi. Sao rồi bạn tươi? Yeah. Trời ơi. Em ơi, cho chị cái sticker Nhà Mình Có Nhau. Con số gì đây, gì ra còn mấy gì đây. Chà, đủ mặt quá trời, khách tới nhà không trà cũng bánh chứ. Đây. Bánh ngon lắm đây. Yeah, ủa cái bánh màu xanh này chưa ăn nè. Bánh này bánh mới nè. Ốc quế. Hương vị anh, này là hương gì anh? Hương này là hương bánh quế lá dứa. Quế lá dứa. Trời ơi cái này ngon lắm á, bánh này dễ ăn lắm á. Trời cái này mà ăn mà chơi ha, rồi coi phim rồi ha. Bây giờ chơi lô tô nè. Hôm qua cua và bánh quế mà quay lại hả? Hết trơn không còn cái. Ngọt ràng. Mấy đứa nhỏ. Tối nay là mình còn ăn gì nữa. Bữa nay giống Tết quá. Nè trước khi ăn bánh em hát bài đi, anh mới thưởng cho cái bánh với lô tô sao nè. Ok. Rồi chơi nào. Có ca dông người sư phụ. Có luôn, đưa đây luôn. Em muốn chơi ukulele được không? Được luôn, đưa cho Moon. Trời ơi, sao mà giờ lô tô mà chơi nhạc sang vậy? Lần đầu tiên trong đời em mới biết. Dạ, mình cải cách nó, Rồi, vô. Rồi, hát như nào Phụng? Cái đó kiểu đó hát như nào? Đó, theo như cha rồi đó anh. Hát được câu disco rồi đó. Hát được câu. Quá trời rồi. Con số gì ra cờ ra mà con mấy gì ra. Dạ bây giờ mình sẽ mỗi người sẽ làm một tờ lô tô. Em sẽ kêu con số nào thì mọi người gạch vô trong cái tờ lô tô này. Khi nào mà mình đạt được 5 con số hàng ngang là mình sẽ đạt giải. Ok. Hàng ngang ơi giùm em, hàng ngang không phải hàng dọc nha mọi người. Dạ, hàng ngang. Hạn chế hàng xéo cũng không có kinh nha. Ok. Rồi sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi xin phép bắt đầu. Con số gì ra cờ ra mà con mấy gì ra. Cô bác gần xa lại đây mà nghe kêu số. Con số gì ra, con số gì ra. Cái tháng này đây trời đông mà lạnh quá. Chứ lạnh gì y như cục nước đá. Cái lạnh này là lạnh của ngoài da. Lạnh nhiều lúc mà khi ế tới già. Cái lạnh này là cái lạnh trời ban. Cái lạnh đó là cái lạnh người gầy. Trời đang nóng lắm. Con số 7. Con số 7. Rồi con số gì đây. Chứ má của em biết buông mà để tempo được không anh? Được luôn. Chứ nó chậm quá em kêu nữa, nó chậm. Rồi, đúng rồi, đúng rồi đó anh. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, chú má của em biết buông mà biết bán, biết đổ banh trang, biết bán cái bánh xèo. Gia cảnh thì nghèo đổ nợ mà một mâm đầy 25 mà số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ở dưới quê làm ăn không ra em lên Sài Gòn em bắn thật. Con ơi tập trung con ơi. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, mấy gì đây, 45 số gì đây, chứ ở dưới quê làm ăn không có em lên Sài Gòn em bán, em bán xương tâm 65 số gì đây, số gì đây, duyên vẫn còn duyên 40 nguyên, con số 10 con số 10 mấy gì đây, thường hoài ngàn năm có ông 15 con 15 không có 15 luôn, có 15 không anh ơi? À có. Trời ơi tôi nghĩ thế nào tin sậu cho coi. Hai cái kèo bên đó đây là phải kiểm số cho đàng hoàng nha. Ăn gian phải không? Không có biết chơi. Trời ơi. Chỉ biết chơi đây, nhạc chơi đồ đây. Mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, tiếng đàn ta lư 54 số gì đây, số gì đây, mấy gì đây, ý nhột 41 số gì đây, số gì đây, số gì đây, giảng lô tô đi bán ve chai 62 không có 62 luôn. Sao cái này nó không có gì hết trơn vậy? Ủa đâu phải ai muốn có ai đẹp trai mới có nha. Rồi mình đổi phong cách ghi lô tô khác nha. Dạ 70 + 2. Hả? Mình phải vận dụng kiến thức tính toán của mình chứ. 72 đó. 72 60 - 2. Nhất cái đầu rồi. 58 43 × 2 là 70 mấy. 43 × 2 86. Thôi mình hát đi, ở đây có nhạc sĩ đâu đó. Chơi thái học quá. Nhạc nào? Số gì đây, 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 gió sâu ao bèo, anh thương em không kể giàu nghèo, miền Giang tỉnh đầm sinh keo, núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội mà bạn đèo anh cũng qua. Gió lay cành ra, anh thương em thật thà, mưa lay 52 mưa lây mà ra 52 được hết á. Rồi mình có ai chờ đợi gì chưa ạ? Đua em ơi, lẹ lẹ em ơi, bây giờ một số em hát một câu thôi được không? Rồi số gì đây, anh em chi cốt 31 số gì đây, mấy gì đây 37 số gì đây, số gì đây, mấy gì đây, em bắt con nai con nai chụp nhảy 77 số gì đây, số gì đây bay lên trên ôi nhà nhanh lại bay lên theo cuộc đời rằng người bay lên cao như con cao con quay em ngồi lên rồi nhà này quay em ngồi lên không ngày ngần tổ chính vô số chính là này nắng chiều hoàng hôn 24. Trời ơi trời hôm nay nó mát quá, còn ba trời luôn á. Là rapper đi làm nghề bao nhiêu năm là có nhiều rồi hả? Chạy thôi cho lẹ. Rapper gì mà văn chương nghèo hạt. Ôi, Xá Xị đợi rồi đó nha. Giờ tới anh Đạt kêu số đây. Cháu lên bà nhau dù mẫu giáo. Cô thương cháu là con 66. Trời ơi. con số 2. Số 2. Tạm biệt tàn nhang xua tan Việt Nam 818. 88 đợi. Đây số gì đây, số gì đây, số gì đây? Duyên vẫn còn duyên. Ba phải đành cam bà 18. Trời ơi. Bà 18. Bà 18. Tôi chờ nghe, tôi chờ nghe. Cái năm gì đó đây? Nếu anh có con năm ở hàng chục thì nói tôi biết nha anh ơi. Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Tối nay mình lại ra. Lại ra mà lại rồi. Nhậu cho mà hết ngày. Hết ngày mà hết ngày. Nhậu hoài mà không say. Không say mà không say. Nhậu cho mà tới sáng. Tới sáng. Tôi thì về nhà con số 3. Con số 3. Số gì vậy? Tới anh Nam kêu số cho anh đây. Con số mấy đó em ơi? Con số gì đây? Vừa ra con gì đây? Con gì đây? Hát cái gì đây? Con số gì đây? Gợi ý đi sư phụ ơi. Hôm nay vui ta cười con 70. Trời ơi, nhạc Mỹ đó quý vị ơi. Hôm nay vui ta cười con 70. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây? Rồi vô xuống xe đi. Hà Tùng ơi đừng dối trách em là người giống phố, em vẫn là em của ngày xưa, cụ vẫn yêu anh với tâm chân tình ta tiếc dù cho non mòn biển cả ngang nhàng chia xa đôi đường cách trở, nhưng lòng em vẫn nhớ vẫn thương vẫn chờ dần đời nguyện trọn đời không giống phụ đổi tai nàng ơi có biết chăng mỗi lúc đông sang là lòng anh tan nát chuối lệ trạo dân số phần hồng nhan tình vẫn mãi đắm đà. 43 43 hai câu này nè. Số gì đây, số gì đây? Bán sầu riêng 30 nguyên. Kinh chưa? Kinh. Khoan từ từ kiểm số. Rồi chưa bao giờ em thắng em kinh trò này luôn á. Số 9. Rồi số 9 hoàn toàn hợp lệ đây em kiểm cho. 30 điểm đi qua có 2. 54. 54 có 3. 62 có 4. 88 hợp lệ. Rồi. Quyền phân công vị trí và vai trò của các gia đình khác trong buổi concert tối nay. Mời em. Đúng rồi, cho em xin công việc đi ạ. Chúng ta sẽ có những công việc sau đây để phân công và thực hiện trong buổi concert. Thứ nhất đó là trang phục, make up, biểu diễn. Cái thứ hai là trang trí sân khấu, âm thanh ánh sáng, backdrop sân khấu, hậu cần nước non ăn uống. Hậu cần nước non ăn uống. Dạ. Người giữ trẻ. Người giữ trẻ. Dạ. Khâu này mới quan trọng nữa nè, khâu khán giả này là soát vé, sắp xếp vị trí ngồi của khán giả, ưu tiên người lớn tuổi và trẻ em nhỏ có chỗ ngồi trước đã. Dạ. Hồi nãy giờ toàn là vị trí quản lý không đó. Dạ. Người dẫn chương trình thì cái người dẫn chương trình này thì chấm 2 chấm vợ chồng anh Đạt trong này không biết là khoan, nhưng mà tôi nói nghe nè, cái người chiến thắng trong cái buổi này đó là Juno thì đúng em, đang liệt kê. Juno là người phân công. Chưa giao mới liệt kê đó. Đúng rồi, mới liệt kê đó mà sợ thôi. Không phải sợ nhưng mà ý là vậy thôi. Ủa mà sao em thấy nhiều công việc quá vậy? Mình có bao nhiêu người đâu? Mình chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người lớn. Có các con đây này. Các con cũng làm được những việc nhỏ. Các con có thể kiểm soát vé được. Khâu khán giả là xét vé sắp xếp. Đấy, cho hai các con đó, cho soát vé luôn. Xì Chum và Môn. Trang phục make up biểu diễn. Có ai muốn làm không? Giao cho vợ em. Thôi vợ làm trang phục make up biểu diễn nha. Rồi vậy ơi. Vậy giờ đổi đồ đi. Càng không nên chị. Rồi vậy giờ thôi, vậy nè, đây nè, vợ làm người giữ trẻ nha. Ok luôn. Người giữ trẻ ok không? Rồi giờ người giữ trẻ ok. Vậy giờ khâu trang phục make up biểu diễn cho bánh mì đi. Bánh mì quản lý gì nó, bánh mì ý kiến không? Bánh mì có muốn làm không? Con có muốn nhận nhiệm vụ này không? Được luôn. Tại vì nếu mà con không nhận cái này thì con cũng sẽ nhận cái khác thôi. Đó, ok chưa? Rồi. Bánh mì Xá Xị đi, em nói bánh mì Xá Xị. Bánh mì Xá Xị. Rồi ok. Hậu cần ăn và nước uống. Cái này em thích hợp lắm là để em. Tôi nghĩ là coi chừng là lát hồi mà cả đoàn mình không còn gì ăn đó. Để em. Rồi giờ đến trang trí sân khấu, âm thanh ánh sáng backdrop. Chắc cái này mấy anh em mình giúp anh ha. Dạ, nhưng mà phải chia ra chứ nhiều việc lắm. Vậy vậy thôi. Không nhận phải trò đó luôn luôn đi. Em làm cái này luôn ha. Thôi vậy anh Phong. Cái đó nặng á. Nặng à. Cái đó mình làm chung nhau rồi. Giờ để anh em xếp chồng ngồi luôn chứ. Giờ để anh em mình làm chung cái đó luôn. Người dùng là chị xe máy với lại lên phường, là giờ ai là người sẽ lên phường? Dạ dạ, ai cũng boss hết. Anh Phong lên phường đi. Không. Ý là vô mấy chỗ đó từng nghiêm túc á, mà hai vợ chồng không có nghiêm túc. Thôi anh đi ở ngoài kêu ở ngoài ba gác rồi, bây giờ phải mặc áo lịch sự. Cái đó là chung một việc mà. Đang tiện đi ngoài đường thì lên phường luôn cho tiện. Không đồng ý với bây giờ không nói gì được nữa. Không. Đọc xuống cho chợ nghe. Đây là hợp lý. Tại vì cái dòng của chị là ai cũng biết. Ủa khoan xí, tôi hỏi em là ai, em vô gia đình tôi rồi cái em bắt vợ chồng tôi làm cái này làm cái kia. Đây là đây tôi là người của chương trình. Em cũng là khách mời thôi, trong khi chúng tôi là gia chủ. Tại vì cái dòng của chị là ai cũng biết thôi. Em không biết phân cái gì hết á. Cô Si hân hạnh đồng hành cùng chương trình Nhà Mình Có Nhau. Xin thông báo, đêm nhạc không bán vé với chủ đề gia đình do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn sẽ chính thức mở cửa lúc 18h30 tối nay tại trường tiểu học Đức Hòa. Cứ mỗi một người vào cổng thì mình sẽ mang về cho chương trình 100.000 đồng và số tiền đó sẽ được sử dụng hỗ trợ các bạn học sinh ở trường tiểu học Đức Hòa Hạ. Lung linh, tình mẹ, tình cha, lung linh,